dạy các cư sĩ: Này các con, có 5 lợi ích cho những người giữ giới. Thế nào là 5? Người nào giữ 5 giới? Thứ nhất, đời sống từ nghèo khó sẽ chuyển sang đủ ăn rồi giàu có và phát đạt, vì do sống không phóng dật. Điều thứ hai, người giữ giới được tiếng tốt đồn xa, ai cũng khen. Điều thứ ba, người giữ giới đi đến đâu, dù sát đế lỵ, tức là vua chúa, hay người giàu có, hay là bà lão môn gia chủ, cho đến sa môn, đều phải gì? Kính trọng. Người giữ giới được tất cả mọi người kính trọng. Đó là thứ ba. Thứ tư, những người giữ giới khi chết tâm hồn không rối loạn. Điều thứ năm, những ai giữ giới sống theo giới luật, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời, nếu trở về cõi người thì được an lành hạnh phúc trong chánh pháp. Và Đức Phật dạy: Này A Nan, con có biết không, dù người nữ nhân hay nam nhân mà quy y Phật Pháp Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ rượu chè cờ bạc, tâm tính hiền lương, lại không sam tham, ưa thích bố thí, những người như vậy sa môn tán thán, và đó là những cái người hương bay khắp